Trời ơi. Cô này vậy. Mới vừa có một trận mưa rất to và sân ở đây vẫn còn lấm tấm nước. Vẫn còn chút nước ngay phía góc bên này. Lúc nãy trời mưa to lắm anh em à. Nên thành ra là vẫn còn ngập tí xíu nhưng mà chắc cũng sẽ lặn sớm thôi. Và một bữa tối trời vẫn còn mây nha, không biết có mưa nữa không, sợ quá. Nhưng mà thôi cứ đá đi à. Một trận banh với lại Tân Binh FC tại quận 12 nha. Và các cầu thủ đội bạn đang khởi động bên kia, đội bạn thì cũng thấy quen quen, thấy cũng có vài cầu ở chủ sân luôn thì phải. Ok, cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 người rồi. Và các cầu thủ đội bạn áo cam. Rồi về đi, trang bị đầy đủ hết rồi, băng gối, giày TF ha. Khởi động xíu rồi vô. Ok. Ha. Thôi trước trái luôn trời ơi. Ăn heo. Trời ơi. Tôi. Ôi ơi. Đây. Trời ơi. Lại chân trái. Lên tay. Theo luôn. Nhanh. Thằng. Đây. Bỏ. Nè, thôi, cái phải á. Yeah. Ông Thăng ơi. Thăng về. Về lại. Nè, dưới nè.
Đứng yên, đứng yên. Phải. Ồ. À, gần tay hay quá vậy. Nhật. Về lại Nhật. Bốn ba, ok. Ừ, trời. Ô, cậu Nhật ơi. Thôi toàn. Trời ơi. Cô này vậy. Ok. Phải giữ. Đây. Tập tay, đúng rồi. Đây chơi dùng nè. Ok. Tiếp. Trời. Hey. Phải nha. Dỡ bỏ về người. Thang. Từ thang. Yeah. Tốt toàn ơi, hãy không chấp nhé.
Đây luôn. Đây tèo. Lấy toàn. 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 Tốt bèo. Tay. Thăng. Good. Đánh lại, 4-2 lại. Oh, hay vậy. Dính như keo ta. Quay lưng lại, quay lưng cổng ra. Đấy rồi. Ok. Giỡ lại nè. Giỡ lại. Đá. Tiền trái chuyền qua đây. Ây à.
cắt. Đúng tiền đạo. Tiền đạo đẳng cấp có khác. Trước cái sút mình là nhìn bóng trước. Mệt. Nay về nằm đều nha. Đội anh kia cũng mấy anh em mình quen thôi. Chủ sân á, bên chỗ Chiến Toàn với lại Thanh Long bên chủ sân ở đây. Nói chung cũng mấy anh em đá tốt mà. Thì giống như mình nói mấy anh em rồi á, cáp đội á thì hơi xui. Dù như có đội đá thì nhiều khi cũng không biết đội anh ta mạnh hay đội ta yếu nữa. Lên sân mới biết. Sợ người ta còn không đủ người mình qua đá phụ nữa không chừng. Thì đội mấy anh em bên này đá cũng tốt. Nên thành ra trận đấu nó cũng thú vị. Nhưng mà có những cái hôm trận đấu gặp những đối thủ nó yếu thì trận banh hơi chán. Thì anh em cũng xem đi, xem vui mà. Mình múa skill này nọ, hoặc là ghi bàn, hoặc bị ghi bàn thì nói chung cũng vui hết. Mình đã hay, đã dở đâu quan trọng đâu đúng không? Mình restyle hay hay dở gì đó mới quan trọng nè. Restyle hay thì người ta mới thuê mình đi biểu diễn. Chứ còn mình mà đá banh hay giống đội tuyển Việt Nam, mình lên đội tuyển mình đá rồi ha. Ok, rồi vậy thôi, tóm lại là một trận banh khá là mệt và mặt sân cũng khá là ướt giờ. Ướt giày luôn rồi. Nãy giờ là xác định là phải giặt giày rồi đó. Không là ngày mai nó hôi rình luôn á. Rồi, vậy ha. Ok, nếu anh em thấy những giọt mồ hôi này xứng đáng cho những cái lượt xem của anh em thì nhớ like đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Thi. Xin chào, gặp lại. Bye bye.